Còn một vấn đề là cái lạm dụng cái chất kích thích, cái chất tăng trọng rồi trong các cái trạm công nghiệp mà chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp thì sản phẩm á, là nó có vấn đề, nói chung là nó có vấn đề và rõ ràng á, là thị trường là người ta không chấp nhận, và thị trường không chấp nhận và người tiêu dùng không chấp nhận á, thì dẫn đến là cái khủng hoảng thương, vậy dẫn đến cái việc là giá lợn á, thì nó sẽ rất là thấp. Thế không những là lợn mà kể cả gia súc gia cầm nói chung là đều như vậy, nhất là gà vịt mà chăn nuôi theo hướng công nghiệp thì rõ ràng là thị trường người ta không chấp nhận. Còn rõ ràng là lợn sạch với gà sạch, gà đôi ấy, thì vẫn được thị trường chấp nhận, vẫn được người tiêu dùng rất là chấp nhận và rõ ràng là nó không xuống giá và cái chủ cũng đạt kể. Hình dung ra cái thị trường nông nghiệp của chúng ta là mất kiểm soát toàn diện. Thế ở đấy thì cái giải pháp mất kiểm soát thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát là đúng rồi. Nhưng thưa quý vị đại biểu là nếu chỉ dùng chức năng quản lý nhà nước để mà kiểm soát đó thì không được. Và kể cả thêm cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân nó cũng không chưa ổn. Vừa rồi thì báo cáo rồi chính phủ rồi các bộ có triển khai rất nhiều chương trình, rất nhiều kế hoạch, rất nhiều giải pháp để tăng cường cái kiểm soát này. Ủy ban nhân dân các cấp cùng đào vào cuộc. Nhưng thưa cả đồng chí là đến nhà thôi, cái việc vấn đề thuộc bảo vệ thực vật nó trôi nổi trên thị trường, nếu chỉ dùng biện pháp hành chính cử ủy ban các cấp thì cử người ra để rồi đi cánh các chợ, đi cánh các nhà hàng, đi kiểm tra thì thị trường mà thật đồng chí là những cái này nó giải pháp này nó không hiệu quả.